Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Đài RT cho biết, trong một cuộc gặp gỡ với các phóng viên chiến trường và một số chuyên gia quân sự tại Điện Kremlin vào ngày 13 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẽ giữ nguyên các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt và không có kế hoạch mở rộng chiến tuyến ở Ukraine. Ông Putin cũng có những tiết lộ nhất định liên quan đến các mục tiêu hiện tại của Moscow trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trong số đó có việc quân đội Nga sẽ không thực hiện một cuộc tấn công bằng bộ binh nhắm vào Kiev vào lúc này. Bình luận của ông Putin được đưa ra khi đề cập tới khả năng huy động thêm lực lượng cho hoạt động quân sự ở Ukraine, đồng thời cũng nói thêm rằng Moscow chưa cần thực hiện việc tổng động viên ở thời điểm hiện tại. Tổng thống Putin cũng nói rằng quân đội Nga đã có một lượng lính tình nguyện ổn định với hơn 150.000 người đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga kể từ tháng 1/2023. Nhà lãnh đạo Nga cũng nêu ra các mục tiêu cơ bản của Moscow ở Ukraine vẫn sẽ được giữ nguyên và không kế hoạch thay đổi chúng. Tuy nhiên, các nhiệm vụ được điều chỉnh dựa trên diễn biến trên chiến trường. Trở lại tháng 2/2022, Tổng thống Nga Putin đã viện dẫn sự cần thiết để bảo vệ người dân Donbass, cũng như việc Kiev không thực hiện Hiệp định Hòa bình Minsk 2014-2015 là lý do chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông Putin cũng cho biết Nga đang tìm cách phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa Ukraine, bao gồm các yêu cầu buộc Kiev duy trì tình trạng trung lập và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO vào thời điểm đó. Cũng trong cuộc gặp ngày 13 tháng 6, Tổng thống Putin cho biết các lực lượng Ukraine đã mất hàng chục xe tăng và hàng trăm xe bọc thép trong các cuộc tấn công vào phòng tuyến tuần vừa qua. Ông Putin cũng nhấn mạnh việc quân đội Ukraine không đạt được bất cứ thành công nào trong tuần đầu tiên của chiến dịch phản công. Trong khi đó, chiến dịch phản công đã dẫn đến tổn thất lớn về nhân lực và khí tài cho Kiev. Tổng thống Nga ước tính Ukraine đã mất ít nhất 160 xe tăng và 360 xe bọc thép. Số khí tài quân sự bị quân đội Nga phá hủy chiếm từ 25% đến 30% tổng số thiết bị quân sự phương Tây cung cấp cho Ukraine. Đài RT ngày 13 tháng 6 dẫn lời FSB tố cáo một số cựu nhân viên trong ngành công nghiệp quốc phòng nước này đã chuyển giao các tài liệu công nghệ liên quan đến quân sự cho Ukraine và đang lên kế hoạch tấn công phá hoại. FSB đã bắt giữ một số cựu nhân viên trên vì cáo buộc cung cấp tài liệu mật cho Ukraine. FSB cũng nói rằng những người trên đang đóng vai trò là đặc vụ của Tổng cục Tình báo Ukraine. Họ bị nghi ngờ chuyển tài liệu kỹ thuật và mẫu sản phẩm quân sự được dùng để sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự mà không quân Nga đang sử dụng. Các đặc vụ đó đang chuẩn bị tấn công phá hoại các tuyến đường sắt ở vùng Kursk và Belgorod của Nga giáp với Ukraine. Đặc biệt, họ đang nhắm mục tiêu vào những thứ được sử dụng để cung cấp cho lực lượng Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, FSB nói thêm. Cũng theo FSB, trong lúc vây bắt, đặc nhiệm Nga đã tịch thu hơn 4kg chất nổ, 4 kiếp nổ, tài liệu thiết kế, một số vật phẩm liên quan đến quân sự và 150.000 USD. Hồi tháng 5 vừa qua, Nga tuyên bố ngăn chặn một nhóm phá hoại người Ukraine đang lên kế hoạch nhắm vào các đường dây điện dẫn đến hai nhà máy điện hạt nhân ở Nga. Trong một diễn biến khác, truyền thông Mỹ đưa tin Lầu Năm Góc sẽ thay thế các phương tiện bọc thép Ukraine bị phá hủy. Gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD, bao gồm các xe bọc thép Stryker và Bradley, sẽ được công bố tại cuộc họp sắp tới của NATO. Gói hỗ trợ còn có đạn dược dành cho hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến NASAMS và hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS. Trong hơn một năm qua, các nước phương Tây đã cung cấp cho Ukraine nhiều thiết bị quân sự hạng nặng, bao gồm xe tăng chiến đấu, pháo giả chiến, các phương tiện chiến đấu và xe chở quân. Ít được chú ý hơn trong danh sách là 8 phương tiện hỗ trợ hậu cần, 18 xe bọc thép bắc cầu và 54 phương tiện chiến thuật để thu hồi thiết bị mà Mỹ đã cung cấp cho Kiev. Các thiết bị hỗ trợ và duy trì có vai trò cực kỳ thiết yếu trong cuộc phản công của Ukraine. Hiện nay, quân đội Ukraine đang tìm cách chọc thủng các phòng tuyến của Nga như chiến hào, chiến ngại vật trên mặt đất và các bãi mìn. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine cho biết, ngày 13 tháng 6, hai lực lượng Nga và Ukraine đã có tới 22 cuộc đụng độ ở các thành phố Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka, đều thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine. Trong những ngày qua, lực lượng không quân Ukraine đã 11 lần tấn công vào các cụm quân lực, cũng như 3 lần tập kích các hệ thống tên lửa phòng không của Moscow. Trong khi đó, các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine đã tấn công sở chỉ huy của đối phương, 3 quân lực, một số kho đạn dược, tổ hợp tên lửa phòng không, trạm tác chiến điện tử của Nga.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine bà Hanna Malia cho biết giao tranh tại Bakhmut thực sự rất khốc liệt. Theo bà, Ukraine hiện đang triển khai nỗ lực kép tại chiến trường, gồm vừa tấn công vừa phòng thủ. Quân Nga đã tăng cường pháo kích và súng cối. Họ đang cố gắng làm chậm đà tiến quân của lực lượng chúng ta bằng các cuộc pháo kích và hiện còn đang thực hiện các biện pháp khác, bà Malia nói. Khi được hỏi về việc Nga luân chuyển quân từ khu vực này sang khu vực khác, bà Malia nói rằng các lực lượng Moscow di chuyển liên tục, nhưng đó là thay thế đơn vị này bằng đơn vị khác, chứ không phải thay đổi quân số. Theo hãng thông tấn TASS, sáng 14 tháng 6, chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk, gọi tắt là DBR, tự xưng nói rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đã 30 lần dội pháo vào lãnh thổ DBR trong những ngày qua, khiến hai dân thường bị thương. Theo phía DBR, quân Kiev đã bắn tổng cộng 168 lựu pháo vào DBR, chủ yếu nhằm vào các thành phố Donetsk, Holitska, Makivka. Theo hãng thông tấn TSN của Ukraine, thành phố Odessa, thành phố cảng của Ukraine nằm bên bờ biển Đen, xuất hiện loạt vụ nổ lớn rung chuyển cả thành phố. Cảnh báo không kích vang lên khắp Odessa cùng các vùng lân cận. Theo TASS, một đám cháy đã bùng lên tại Odessa sau những vụ nổ rung chuyển thành phố cảng này. Cơ quan báo chí của lực lượng vệ binh quốc gia Nga cho biết lực lượng này đã phát hiện một kho vũ khí và đạn dược lớn do lực lượng vũ trang Ukraine bỏ lại trên lãnh thổ DBR. Theo lực lượng này, kho vũ khí nói trên chứa hơn 70 tên lửa chống tăng, 4 hỏa tiễn sử dụng cho các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS, 3 bệ phóng tên lửa chống tăng, 200 quả pháo và mìn, hơn 70 lựu đạn, 3 súng phóng lựu chống tăng cầm tay và 230 viên đạn đi kèm, cùng chất nổ, một số loại súng khác và hơn 23.000 hộp đạn các cỡ. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết binh sĩ Moscow đã thu giữ được một số khí tài chủ lực phương Tây viện trợ cho Kiev, bao gồm chiến tăng Leopard 2 do Đức sản xuất và xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất. Cũng trong ngày 13 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng Moscow đang xem xét rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc, theo hãng thông tấn TASS. Theo ông Putin, trái với các thỏa thuận, hầu hết ngũ cốc của Ukraine được chuyển đến các quốc gia khá thịnh vượng của Liên minh châu Âu EU và hầu như không đến các nước châu Phi. Ông cho biết Nga đã đồng ý với thỏa thuận ngũ cốc để hỗ trợ các nước đang phát triển, những người bạn của chúng tôi, và để dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với ngành nông nghiệp của chúng tôi. Một lần nữa, chúng tôi lại bị lừa dối. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga lưu ý hành lang ngũ cốc thường xuyên bị phía Ukraine sử dụng cho mục đích quân sự. Do đó, Moscow đang xem xét không tham gia nữa. Tuy nhiên, ông cam kết Nga sẵn sàng cung cấp miễn phí ngũ cốc cho các nước nghèo nhất thế giới trong trường hợp nước này rút khỏi thỏa thuận. Cùng ngày, Tổng thống Putin cho biết ông thấy không cần thiết phải áp đặt thiết quân luật trên toàn bộ lãnh thổ Nga, mặc dù một số vấn đề vẫn cần được xử lý chi tiết và kỹ lưỡng hơn. Việc đưa ra một số loại chế độ đặc biệt hoặc thiết quân luật trên toàn quốc không có ý nghĩa gì. Bây giờ không cần thiết như vậy. Chúng tôi vẫn cần làm việc cẩn thận hơn về một số vấn đề, ông nói. Nhà lãnh đạo Nga tiếp tục nói rằng công việc của các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh Nga cần phải được cải thiện và mở rộng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.